Birthday. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Đi tìm phong cách của Đài 24/7. Thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên và cuộc sống luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thời trang. Màu xanh ngọc bích của nước biển, màu vàng của bãi cát trải dài hay là màu hồng của những cánh hoa đều tạo nên sự nhẹ nhàng thanh thoát cho từng bộ trang phục. Và những gam màu đó thì được gọi chung là pastel. Vậy pastel là gì và nó có ứng dụng như thế nào trong thời trang? Thì ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng khám phá gam màu đặc biệt này với Đẹp 24/7. Màu pastel có rất nhiều ý nghĩa khác nhau như phấn màu, màu xanh nhạt của cây, chì màu. Nhưng để dễ nhận biết, chúng ta có thể hiểu pastel là những màu nhạt, tạo cảm giác dịu mắt, hay pastel là từ chỉ chung cho gam màu phấn nhạt của tất cả các màu sắc hiện có. Sự xuất hiện của gam màu pastel trên bất kỳ trang phục nào cũng đem đến hình ảnh rất đỗi tinh khiết và nhẹ nhàng. Những gam màu pastel được yêu thích nhiều nhất thường là hồng, xanh dương, xanh lá, vàng hay là cam. Pastel được chia thành hai nhóm màu, mát dịu và ấm áp. Tông mát dịu bao gồm hồng, tím lavender, xanh dương baby, xanh bạc hà. Trong khi các màu coral, vàng sáng, đào, xanh quả bơ được xếp vào tông ấm mắt. Màu pastel được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thời trang, nội thất, đồ họa bởi tính ứng dụng cao và hiệu quả thẩm mỹ ấn tượng. Tông màu này nhận được sự ưu ái đặc biệt của phái nữ nhờ cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn mà nó đem lại. Thưa quý vị, từ những thập niên trước thì tông màu pastel đã được những tín đồ thời trang vô cùng yêu thích. Nó không chỉ đem đến sự thanh lịch sang trọng mà còn tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cho người mặc. Những gam màu pastel trong trẻo, nhẹ nhàng, tuy không tạo hiệu ứng thị giác mạnh như những màu sắc nổi bật khác, nhưng vẫn luôn được phái nữ ưu ái bởi sự nữ tính lãng mạn mà chúng có thể mang đến cho set đồ. Đây luôn là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các cô gái yêu thích phong cách nhẹ nhàng và nữ tính. Điểm mạnh của các trang phục gam màu pastel chính là bởi sự đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Những tông màu pastel sẽ giúp cho những bộ trang phục điệu đà của bạn được cân bằng bởi những đường may gọn gàng, tỉ mỉ và sắc nét. Màu pastel được những cô nàng công sở rất ưa chuộng bởi nó đem lại sự thanh lịch, sang trọng mà vẫn vô cùng nữ tính. Bạn có thể phối màu monotone bằng cách sử dụng một tông màu pastel chủ đạo để diện đến nơi công sở. Tất nhiên, chúng phải làm tôn lên nước da của bạn. Nếu sở hữu một làn da hồng đào thì bạn nên hạn chế tông màu hồng. Thay vào đó là những gam màu tinh tế hơn như vàng nhạt hoặc tím nhạt. Còn nếu bạn sở hữu làn da nâu khỏe mạnh thì các gam màu như xanh bạc hà hay xanh thanh bình sẽ giúp làn da của bạn sáng hơn. Một cách khác để phối màu pastel đó chính là phối hai trường phái đối lập của màu pastel với nhau, là một màu ấm với một màu lạnh. Bạn có thể phối màu xanh ngọc bích với màu hồng phấn, tím nhạt với vàng nhạt. Còn nếu bạn muốn làm nổi bật tông màu pastel trên bộ trang phục của mình, bạn có thể phối cùng với các món đồ màu trắng hoặc các gam màu đậm cùng tông màu. Và sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bộ sưu tập những gam màu cuộc sống đến từ Đẹp 24/7. Oh, you know I'm always telling you that you don't have me on my knees. Yeah.
Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ chương trình thì quý vị sẽ có thêm được những lựa chọn trang phục cá nhân mỗi ngày, bên cạnh đó là thêm hoàn chỉnh gu thời trang. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình khám phá vẻ đẹp tiếp theo đến từ Đẹp 24/7.